Thưa quý vị và bà con, những năm gần đây cùng với phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hiệu quả và nhiều tấm gương doanh nhân, nông dân năng động, dám nghĩ, dám làm đã trở thành những hạt nhân điển hình tiên tiến trong sản xuất nông nghiệp. Mỗi người có hoàn cảnh khác nhau nhưng đều có đặc điểm chung không ngừng sáng tạo, đưa khoa học kỹ thuật, những ý tưởng mới vào sản xuất để làm giàu chính đáng bằng chính nghị lực, sự cần cù lao động. Những doanh nhân, nông dân hôm nay không chỉ đưa giống mới vào nuôi trồng, đầu tư thêm máy móc thiết bị, tạo việc làm cho xã viên và người dân trong vùng, mà còn đứng ra tìm kiếm thị trường, liên kết doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm, chủ động hội nhập với nền nông nghiệp mới, rộng lớn hơn sau lũy tre làng. Và câu chuyện về những nông dân, doanh nhân hiện đại sẽ là nội dung chương trình chuyển đến quý vị ngay sau đây. Hồ sen dưới chân núi Thơm ở xã Long Tân, huyện Đất Đỏ này là của chị Huỳnh Thị Thanh Dân, một người dám từ bỏ công việc ổn định ở thành phố để về quê hương lập nghiệp với mô hình trồng và chế biến các sản phẩm từ sen. Trước đây, khu vực núi Thơm chỉ chuyên để trồng lúa nước, nhưng hiệu quả không cao do địa hình là vùng đất trũng, thường ngập úng dẫn đến mất mùa. Từ năm 2018, gia đình chị Dân đã cải tạo và chuyển sang trồng sen vì nhận thấy trồng sen mang lại lợi ích kinh tế cao hơn trồng lúa. Để đa dạng giống sen, ngoài sen truyền thống, các giống sen mới như sen trắng, sen quan âm cũng được chị Dân đưa vào canh tác. Ban đầu, chị Dân chỉ bán sản phẩm thô như củ sen, hạt sen. Sau khi được ngành nông nghiệp tạo điều kiện tham quan, tập huấn các mô hình chế biến sen, được tham dự các hội nghị xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh. Giờ đây, chị không chỉ bán củ sen, hạt sen, mà bất kể bộ phận nào của cây sen, chị Dân cũng có thể chế biến thành các sản phẩm hữu ích. Đặc biệt, sau khi hai sản phẩm gồm trà của sen và hạt sen Thanh Dân được chứng nhận OCOP, chị Dân càng mạnh dạn phát triển thêm sản phẩm để mở rộng thị trường. Hiện, các sản phẩm từ sen của chị Dân được tiêu thụ không chỉ ở Bà Rịa Vũng Tàu mà còn được phân phối tại nhiều tỉnh thành trong và ngoài nước. Dạ, thưa chị Vân, hôm nay thì mình đem đến đây những cái sản phẩm gì ạ? Mình mang tới đây là sản phẩm trà củ sen, rồi trà lá sen, sen tươi, rồi cái có cái tinh bột củ sen. Mấy cái sản phẩm này thì mình tự làm mà chế biến nó là thủ công. Trong đó có hai sản phẩm là mình đạt chuẩn OCOP 3 sao. Từ đâu mà mình có cái ý tưởng chế biến ra các cái sản phẩm từ cái nguyên liệu là sen ạ? Thì cũng trong những cái quá trình mà đi tập, đi tham quan, tập huấn các nơi đó, mình thấy cũng có nhiều sản phẩm mà người ta chế biến sâu. Thì từ những cái nền tảng đó về rồi mình cũng kết hợp, mình coi trên mạng, rồi mình tham gia học làm kia, mình mới thấy nó có nhiều cái lợi ích. Rồi mình mới làm từ từ ra. Thưa chị, từ một nông dân mình chuyển hướng sang kinh doanh thì chị thấy là cái công việc kinh doanh nó có khó hay không ạ? Với mình thì cái chuyện làm nông thì nó sẽ khó hơn cái chuyện kinh doanh á. Vì làm nông mà thông thường mà mình làm có hóa chất rồi á, thì nó có một cái giống như có cái quy trình nó sẵn rồi. Còn mình chuyển sang mình làm cái dạng thuận tự nhiên hoặc là vi sinh mà không sử dụng hóa chất á, thì mình rất là khó khăn. Đó, nhưng mà mình cái gì cái mình đam mê để mà được một cái sản phẩm sạch thì bắt buộc mình phải làm cái canh tác sạch trước cái đã. Rồi từ cái canh tác sạch ra được cái sản phẩm nó có nhiều chất lượng á, thì mình sẽ có nhiều cái hướng kinh doanh nó dễ dàng hơn. Một khi mình đã minh bạch ra rồi thì khách hàng tự động họ tìm tới. Cái đó là một cái giải pháp mà có lợi cho giữa sản xuất và kinh doanh. Sản phẩm sen của mình được tham gia trưng bày giới thiệu ở đây thì chị thấy là nó có cái ý nghĩa như nào đối với các cái doanh nghiệp, đối với các cái cơ sở mới thành lập như mình ạ? Được cái sự hỗ trợ mà cho mình đi quảng bá rồi tham gia đó thì mình gặp được thứ nhất là nhiều cái khách hàng. Và một khi mà mình gặp khách hàng thì khách hàng nó có nhiều cái level lắm. Thì mình sẽ thấy người này ở cái nhu cầu này cần cái gì, người kia cần cái gì, vị như thế nào, hương như thế nào và cái thể trạng họ như thế nào. Thì sau khi những cái buổi như vậy á, là mình giống như mình được mở ra rất nhiều cái gợi ý cho mình để mình hoàn thiện sản phẩm. Rồi đó là mình gặp được nhiều bạn bè đối tác với nhau, rồi ví dụ như bên trà sữa thì muốn liên kết hàng, rồi bên anh chùm ngay thì cũng muốn hướng dẫn mình về cách bao bì này kia nào hơn. Nói chung là rất là hay sau khi mình được tham gia như vậy. Với nhiều người, thương hiệu nấm đông trùng hạ thảo Hòa Long chắc hẳn không còn xa lạ. Thế nhưng, để có được kết quả như ngày hôm nay là cả một quá trình nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ của nông dân, doanh nhân Cao Thị Hồng Dân. Bắt tay xây dựng mô hình trồng nấm dược liệu từ 8 năm nay, bà Cao Thị Hồng Dân ở xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa
đã mạnh dạn đầu tư số vốn không nhỏ, ứng dụng các công nghệ hiện đại để sản xuất nấm đông trùng hạ thảo như phòng nuôi trồng khép kín, hệ thống kho chứa và ủ rượu đông trùng hạ thảo, máy sấy thăng hoa, máy đóng gói sản phẩm sau chế biến, vân vân. Đặc biệt, với sự giúp sức của con gái Trần Hoàng Thanh Thanh từng du học ở Nhật Bản, cộng thêm sự nhanh nhạy, chị Thanh đã phát triển nấm đông trùng hạ thảo của gia đình thành nhiều dòng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng. Thêm vào đó, chị mở rộng các kênh quảng bá sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử, website Nấm Hòa Long, giới thiệu hợp tác với nhiều khách hàng thông qua các chương trình xúc tiến thương mại. Hiện, trong số 11 sản phẩm của công ty thì có 6 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn 4 sao OCOP Bà Rịa Vũng Tàu. Sản phẩm phong phú, thị trường mở rộng nên doanh thu của công ty không ngừng tăng lên. Sau một thời gian phát triển thì hiện nay thì công ty mình đã phát triển được bao nhiêu dòng sản phẩm rồi? Và cái sự đón nhận của thị trường đối với những cái sản phẩm của mình như thế nào ạ? Mình bán tươi thì cái tươi nó để không có được lâu. Cho nên là mình mới sử dụng thêm một cái công nghệ sấy thăng hoa. Và đó là cái sản phẩm sơ chế đầu tiên của bên em. Sau đó thì mình phát triển ra, ví dụ như mình ngâm thêm mật ong, mình ngâm ủ và mình chiết ra thành rượu. Dạ, thì cái rượu thì cũng một cái hay đó là mẹ em có cái nghề nấu rượu của bà nội. Và ngoài ra thì mình sẽ phát triển những cái sản phẩm khác tùy vào cái nhu cầu của thị trường. Thì suốt 8 năm nay mẹ em nghiên cứu thị trường và cũng nhận được những cái feedback lại từ khách hàng. Họ có những cái khó khăn gì, vướng mắc gì trong quá trình sử dụng cái sản phẩm sơ chế. Công ty phát triển ra những cái dòng sản phẩm khác như là mình làm thành trà hoa để cho cái việc sử dụng dễ dàng hơn, ngon hơn, kích thích cái người dùng hơn. Và ngoài ra thì mình có những cái sản phẩm như em có nhắc tới là mật ong và rượu. Và sau đó thì mình gần đây nhất là tụi em công ty có thêm một cái dòng sản phẩm là viên nang và bột ngũ cốc thì sắp sẽ được ra thêm trên thị trường. Mình vừa là người sản xuất, tức là người nông dân, vừa là người kinh doanh, là một doanh nhân, thì ở vị trí nông dân hay doanh nhân thì chị thấy là cái vị trí nào nó khó khăn hơn ạ? Công ty của mình đã đi được 8 năm trong cái phương pháp nuôi trồng rồi. Thì hiện nay cái việc sản xuất nó đã đi vào ổn định. Nhưng mà bởi vì mình chưa phát triển tốt cái thương hiệu và mình chưa phát triển tốt được cái thị trường, cái tiêu thụ của mình. Cho nên hiện nay đối với công ty em thì cái vấn đề khó khăn nhất vẫn đang là cái thử thách lớn nhất của bên em vẫn là vấn đề thương mại. Vậy thì làm sao mà mình có thể thực hiện tốt được cả hai vai trò đó? Để làm tốt cả hai vai trò thì bên em tự nhận thấy là công ty mình phải đi từng bước. Thứ nhất là mình đi tốt từ cái chất lượng sản phẩm ra, và tới khi mà mình bán ra ngoài thị trường, mình làm truyền thông và làm thương mại thì cái sản phẩm của mình đã có cái nền tốt rồi. Lúc đó mình làm tốt cái phần là nói ra cho khách hàng biết, tư vấn cho khách hàng làm sao để sử dụng cái sản phẩm này một cách tốt nhất đối với từng người một đó. Thì đó là cái cách mà tụi em đi để đảm bảo được cái thương hiệu của mình và cái chất lượng của sản phẩm cho người tiêu dùng. Tham gia vào cái hội nghị xúc tiến thương mại như thế này thì không biết là đối với cả công ty như mình thì nó có ý nghĩa như thế nào? Thì đối với những cái chương trình như thế này thì trước tiên tụi em thấy được một cái tốt nhất, đó là tụi em biết được trong địa bàn tỉnh có những doanh nghiệp nào, những cái đối tác nào của mình. Mình biết thêm được nhiều cái ngành nghề lĩnh vực khác nhau ở trong tỉnh. Và cái thứ hai nữa là khi mà các doanh nghiệp biết về nhau thì mình sẽ biết về sản phẩm của nhau. Và tụi em cũng có được một cái cơ hội quảng bá các sản phẩm của mình đến với những cái doanh nghiệp ở trong tỉnh mình trước. Khi mà mình đi tốt trong tỉnh thì mình có thương hiệu trong tỉnh thì mình mới vươn ra xa hơn được là ra tầm quốc gia hoặc là đi ra quốc tế. Hiện tại thì sản phẩm của mình thì đã và đang phát triển ở những thị trường nào rồi, và cái kế hoạch trong thời gian tới của mình là gì? Sắp tới thì công ty có những cái sản phẩm hướng đến thay đổi cái cách sử dụng nấm đông trùng hạ thảo trên thị trường. Hiện nay thì nấm thô và nấm sơ chế, nấm sấy thì trên thị trường cũng có nhiều rồi, nhưng mà cái độ tiện dụng của sản phẩm gần như là không có. Cho nên công ty tụi em muốn hướng đến những cái sự tiện ích cho người dùng. Tức là sản phẩm nó đã bổ, đã tốt rồi, nhưng mà nó cũng phải có cái sự tiện lợi nữa. Và cái quy cách đóng gói bao bì nó cũng phải tiện dùng nữa. Suốt 8 năm nay thì công ty em vẫn được nhận được cái sự ưu đãi và cái sự hỗ trợ từ các tỉnh ban ngành. Và tụi em cũng rất là cảm ơn về cái sự hỗ trợ đó. Không những hỗ trợ về vấn đề là tư vấn về máy móc trang thiết bị, rồi tụi em cũng được hỗ trợ cả về cái sự truyền thông, cái sự quảng bá cho các sản phẩm. Có thể thấy, ngày càng xuất hiện nhiều những nông dân thế hệ mới với kiến thức
kỹ năng học hỏi từ trong và ngoài nước đã không ngừng sáng tạo, đưa khoa học kỹ thuật, những ý tưởng mới vào sản xuất để làm giàu chính đáng, không chỉ cho bản thân mà còn cho cộng đồng bằng chính nghị lực, sự cần cù. Với anh Lý Trung Dân, giám đốc công ty Anh Nguyên ở xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, những ngày này dường như tất bật hơn. Bởi ngoài công việc chăm sóc trang trại gà hơn 8.000 con, anh còn phát triển thêm hai cửa hàng kinh doanh sản phẩm từ giống gà ri miền Bắc anh đang nuôi. Sản phẩm được người tiêu dùng tín nhiệm, nhiều đối tác khách hàng đã trực tiếp đến trang trại tham quan, sử dụng thử sản phẩm và đặt mua để phân phối đến người tiêu dùng. Trung bình mỗi tháng, trang trại xuất bán khoảng 2.000 con gà, tương đương 3,6 tấn thịt, cung cấp nguyên liệu cho hai quán ăn bếp lý gà tại thành phố Bà Rịa và cho các cửa hàng thực phẩm sạch tại thành phố Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh. Cái việc mà nuôi gà thì nó cũng đơn giản thôi, thế nhưng mà đi ra mà gọi là đưa cái sản phẩm đến tay người tiêu dùng thì nó gọi là nói hơi cao một tí xíu, nó gọi là doanh nhân. Thì như vậy thì nó phải, tức là mình phải làm sao đưa cái sản phẩm để đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng người ta cần, là một cái sản phẩm ví dụ như là một cái con gà nó vừa ngon, nó vừa sạch, vừa đảm bảo cái nhu cầu của khách hàng, thì nó cũng đòi hỏi chúng ta phải có nhiều cái yếu tố và hỏi thêm để mà phát triển nó tốt được. Trải qua thời gian, với sự thay đổi tư duy và sáng tạo không ngừng của những người nông dân, không khó để thấy ngày càng nhiều những nông dân trở thành những giám đốc các công ty hay giám đốc hợp tác xã. Sự thành công của những doanh nhân chân đất đã đang góp phần chứng minh năng lực sản xuất, sáng tạo và làm chủ khoa học kỹ thuật của một thế hệ nông dân ngày nay. Và chúng ta muốn có nền nông nghiệp mới, được công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đủ khả năng hội nhập và đua tranh, thì cần phải công nghiệp hóa, hiện đại hóa cách nghĩ, cách làm của nhà nông. Một trong những phương cách hữu hiệu nhất chính là doanh nhân hóa nông dân. Thưa quý vị, làm giàu bằng nghề nông là chuyện không dễ dàng. Thế nhưng đã có không ít những nông dân dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với khó khăn thử thách để gặt hái được thành công. Và cũng không ít nông dân đang thử sức gánh vác vai trò doanh nhân. Và chương trình cũng xin chúc cho những nông dân, doanh nhân này sẽ nắm bắt được những kiến thức mới về tư duy, kỹ năng quản trị kinh doanh để trở thành những nông dân hội nhập, góp phần xây dựng nền nông nghiệp phát triển bền vững. Đến đây, thời lượng của chương trình Nhà Nông Hội Nhập đã hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.